Sự lựa chọn cuối cùng dành cho Morgan, đội hình late game với hai xạ thủ có Lilia, có On dành cho Morgan ở khu đường trên khi đối đầu với lại Rambo. Đây là một lựa chọn mà chúng ta thi thoảng sẽ thấy. Khi mà bạn có kho lửa thì tôi cũng có thổi lửa, thổi bể. Thì đây sẽ là lựa chọn để Morgan phần nào đó landing hòa hoãn với lại Doran ở trong giai đoạn đầu và tăng tiến sức mạnh với đội hình của mình nữa ở giai đoạn sau. Nhưng mà căn bản thì có lẽ như Doran cũng sẽ khá là tự tin với lại cái kèo chất ứng Rumble của vườn trên. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái đường mà bên phía của Hangwalai tự tin là sẽ thắng. Còn ngược trở lại thì cái điểm nhấn đến từ bên phía của Doran sẽ là như thế nào đây? Có lẽ chúng ta sẽ cùng hướng ra khu vực giữa tương đối là nhiều. Bởi vì đường giữa nào đẩy trước thì nó sẽ tạo ra được cái lợi thế dành cho rừng. Và để xem là Hangwalai Sport vận hành cái đội hình đánh sớm của mình ra sao ở ván thi đấu này. Và đấu đầu tiên trong trận lượt về giữa Hangwalai Sport và Brion trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt chính thức bắt đầu với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và YouTube. Một ván đấu mà Hangwalai Sport tôi nghĩ là họ sẽ muốn có một chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu hôm nay. Còn với Brion, như đã đề cập, thắng trận nào hai trận đó dành cho ngài và đồng đội ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà dù sao thì với những cái ưu thế ở trong những cái cốc đầu tiên thì Fate ít nhất là đẩy cho JK phải về trước. Còn như anh Linh đề cập thì bãi chim thứ hai, Yang Zhe đang cố gắng kiểm soát nhưng Peanut đã di chuyển ra rồi, có cả Polu ra để có thể hộ giá nhưng delay rất nhanh từ trong bụi. Combo vừa rồi không thành công đến từ JK nhưng chỉ thiên thì lấy tốc biến và cả mạng luôn với chiến công đầu dành cho Alistar của delay. Đây là một pha hơn người đến từ Hangwalai Sport, họ đóng băng, họ dính nét vẽ, đó là vị trí của Polu. Mạng còn lại dành cho Peanut và 2-0 cho Hangwalai Sport với pha sầm lặng rừng như anh Linh đã đề cập rất nguy hiểm đến từ Brion ở con chim thứ hai. Cả hai bên đều biết rằng cái điểm mà cả hai sẽ va chạm lẫn nhau ở trong tình huống vừa rồi, nhưng đội hình đến từ bên phía của Hangwalai là làm tốt hơn với một chuỗi không khống chế được cộng kèm vào. Mặc dù trước đó nữa thì Boilu cũng đã bắt cầm một khoảng thời gian khá là sớm kết hợp cùng với lại Răng Dê, nhưng phía cánh bên kia Delay có một tình huống tạt cánh phải nói cực kỳ tuyệt vời. Không khống chế kết hợp cùng với lại Sejuni cũng Peanut nữa là trọn vẹn. Lại có một cái bụi biết hất tung anh ạ. Những cái tình huống vừa rồi, thứ nhất là nó làm chậm cái vòng rừng của Yang Zhe. Thứ hai là có thêm mạng hạ gục thì dù sao vẫn sẽ là ưu thế dành cho Hangwalai Sport về tổng tiền. Hiện tại thì họ đang hơn đối phương hơn 1k ở ngay thời điểm phút thứ 6 này. Và Alistar của Delay thì vẫn đang rất áp lực lại đẩy về rồi. Polu tốc biến đi đâu đây? Anh ta không có đường về rồi, lên bảng chắc chắn là như vậy. Mạng hạ gục sẽ được nhường dành cho Viper với mạng thứ 3 cho Hangwalai Sport. Hangwalai vận hành cái combo heo bò này ác đó nhờ. Combo mà trồng hiệu không chế phải sở nói trường là anh Linh. Cực kỳ mượt mà, đúng đỉnh luôn với tình huống phối hợp vừa rồi của cả Peanut và Delay. Đặc biệt là hiệu không chế được tạo ra quá nhiều, Viper là người thừa hưởng được cái điểm hạ gục đó. Quá ngon dành cho xạ thủ quân phía Hangwalai. Gọi là sở trường rồi thì đỡ làm sao được. Với Sejuani thì Peanut vẫn biết cách để có thể có những cái vòng rừng kiểm soát thành công. Khi mà JK chiếm lĩnh được cái thế trận ở khu vực giữa thì người ta phối hợp rất nhanh chóng cùng với lại người đồng đội của mình mà thôi. Còn đây là một tình huống Peanut sử dụng cái máy quét chiếm bụi và pha phối hợp trong hiệu khống chế. Một người đánh đầu truyền, một người đột kích băng giá CC là quá nhiều. Phía cánh bên kia thì Paulu chạy không được, Peanut xâm lăng và cướp được bụi đỏ. Rồi thôi, dòng dê nằm rồi, tiếp tục là tình huống phối hợp tốt đến từ Peanut và JK. Oh, Lilia này phá sản rồi, bây giờ Lilia không tốc biến trong khoảng JK được. Chiêu luôn. Sao áp ca nữa. Chiêu luôn. Thực sự là khó khăn và Delay lại đi vào. Đã có đồng đội ở góc trái, đó là Peanut nằm choáng trước Polu. Yang Zhe đang cố gắng câu giờ với tình huống khung rừng thẳm. 3-3 ở cánh dưới, Delay thấp máu phải mất tốc biến. Sau một tình huống anh ta hết bất khuất, bật sân khấu để áp lực vào Polu. Người không có tốc biến, bố lao băng vào ghim như thế này thì viên thứ tư hụt kiểu gì. Vẫn là khả năng phối hợp đến từ Hangwalai Sport quá đỉnh. 5-0 dành cho Hangwalai. JK ngăn cản khả năng di chuyển xuống đến từ Fate ở khu vực đứng giữa. Dòng nguyên tố sẽ không thể được triển khai đến từ bên phía của Yang Zhe khi mà Peanut vẫn còn sống. Và đó thì Delay tự tin rằng anh ta là con Alistar cấp độ 6 sớm hơn so với lại Polu, sẵn sàng lao vào combo bồ hút nghiền nát câu kéo xuyên suốt một khoảng thời gian giao tranh tương đối dài vẫn có thể rút ra được. Mặc dù phải mất đi cho mình đó tốc biến để có thể né khỏi đại băng tiện của Envy, nhưng điều đó không quan trọng. Bộ ba hay nói chính xác hơn là cái khả năng phối hợp đến từ bên phía của Hangwalai vẫn là rất tốt. Khúc ru rừng thẳm hai thành viên nhưng mà không có sát thương cộng kèm theo dành cho bên phía của Zhang Zhe. Còn đây Peanut ném bộ la băng viên đạn thứ tư, thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Viper. Có tuyệt vời khả năng phối hợp đến từ Hangwalai Sport, cảm giác là họ kiểm soát giao tranh và họ kiểm soát được cái chiến thắng giao tranh của mình. Thì bên phía của Brion khả năng cao sẽ phải bung đỏ, bung bỏ gần như là tất cả mọi thứ. Bây giờ thì là Peanut đang ăn rồng,
thì Yang Zhe sẽ có một chút khoảng trống để anh ta ăn sâu hư không lượt hai. À, có vẻ như là bên phía của Hawaii Sport bỏ rồi, sẽ là hai sâu hư không, cũng chỉ dám ăn được hai con đến từ Yang Zhe mà thôi. Nhưng mà cánh dưới này thì Morgan chuẩn bị đai trụ, một Quelin có xe to và Morgan liệu có muốn trụ thành công hay không, hay hất tung thành công Peanut và đóng băng. Peanut bù lại băng vào mắt tôi và anh ta lên bảng điểm số, muốn trụ thành công đến từ ngài. Xử lý tốt dành cho bên phía của Morgan, bỗng nhiên có điểm sang ngục bên dưới. Morgan vừa rồi đã chống được hai tình huống băng trụ dành cho bên phía của Hàng Quang Lai với pha xử lý ở đầu tiên, gọi Hỏa Dương hiệu triệu tốt. Và pha thi đấu đó là pha thi đấu chống đai trụ ổn dành cho bên phía của Morgan, khiến cho Phoenix đã phải lên bảng điểm số. Rồi. Sáng rồi, có điểm sáng. Sáng ngay. Và vẫn là con người ấy thôi, vẫn là Linh huyền thoại đơn nam anh Linh ạ. Và đánh on thì cũng phải là solo đơn nam. 12 phút đi đường, 5-1 dành cho bên phía của Hang Lion Sport. Và chắc là tôi không cần phải nói, các bạn cũng biết được là ai là người ăn mạng của Brion rồi. Người mà ăn cái mạng duy nhất đó là một con on trong tay của Morgan. Nhưng on thì rất khó để có thể gánh team. À, lăn lóc vào Peanut rất tự tin giữ lại con chim to. Có dịch chuyển của và Doran. Và đây sẽ là cú dịch chuyển đến từ một con Rambo có mưa tên lửa chết chóc nha. Tình huống nét vét tầm xa để cứu Peanut, nhưng Peanut đang bị du ngủ. Combo rất nhiều sát thương đến từ Zeka. Đã lên bảng điểm số đó là Senzuani, nhưng mà mưa tên lửa quá khủng khiếp đến từ vị trí của Doran. Fate cố gắng đẩy hai người ra nhưng Doran tốc biến để lấy mạng của Fate. Fate dập nhảy tên lửa qua tường thì ăn một lá bóng điện lên bảng điểm số với cú double kill dạy cho đứng trên bên phía của Hanwha Esports. 9-2. Hanwha Esports mất 1 nhưng Brion mất 3. Cái xui dành cho Fate ở trong tình huống bắn cái đại bác đẩy lừa vừa rồi, kết hợp cùng với đó là cái hộp thuốc súng, nhưng mà sát thương không đủ để có thể dứt điểm được Viper. Và anh ta cũng không câu kéo được ở trong cái tình huống giao tranh vừa qua. Nhưng Hoàng cũng đã chia sẻ lợi thế bây giờ đang nghiêng về quá nhiều. Nét vẽ không trúng nhưng vẫn có hiệu không chế đến từ bên phía của D-Line. Và Envy một lần nữa đã bị hạ gục. Rồi, điểm hạ gục thứ 10 rất đơn giản thôi. Con Ash có tốc biến bị dí lại vào D-Line thì quá khó khăn để anh ta thoát. Tiếp tục là D-Line lại combo dưới chân chủ đài trụ rất đơn giản đến từ mobile bên phía của Hang Lion Sport. Và Morgan tới với sự bất lực của ngài rồi. Ngài nhìn đồng đội của mình nằm xuống và thậm chí là ngài cũng có thể đi luôn. D-Line tiếp tục đẩy về. À không, đó là thổi bé tốt đến từ Morgan, nhưng mà thổi bé chỉ có thể giải được một điều ứng mà tôi và nét vẽ. Morgan không kịp hút con dê lần hai và lên bảng điểm số lần đầu tiên ở ván thi đấu này. Hy vọng cuối cùng của Brion hết rồi. Đúng, hoàn toàn có thể hết, hoàn toàn có thể đồng ý với câu chuyện đó khi mà chúng ta đang thấy cái lượng chênh lệch là quá lớn thôi. Và cái cách đánh đến từ bên phía của Hang Walai kìa, họ không coi những cái trụ của phía Brion ra gì cả, có trụ họ vẫn băng. Thực sự là rất ảo khi mà Hang Walai Sport ở thời điểm phút thứ 16 họ đang dẫn trước với một cái cách biệt đâu đó chuẩn bị là 7.000 trước bên phía của Brion rồi. Và mọi thứ thì quá khó khăn và gần như là chấm hết dành cho Brion ở ván thiếu thứ nhất. Mình nghĩ là Edgar nên nghĩ tới cấm chọn ván 2 là dần là vừa đi còn đi lại. Tiếp tục là những cái bụi, những cái khoảng tối biết hất tung. Pha đẩy về rất nhanh và khi mà Envy người không có tốc biến nữa, còn Ash bị đẩy về như vậy thì nằm xuống mà thôi. Mạng hạ gục dành cho Viper. Quá khó khăn rồi khi mà chúng ta đang thấy những cái góc mở giao tranh phải nói là cực kỳ trí. Tưởng chừng như trụ một ở khu vực giữa và khả năng chống chịu đến từ con Leona của Poilu là không đủ. Đây là một tình huống phản công, nhưng người bị mất máu nhiều hơn đó chính là Poilu và anh ta phải bắt buộc rút lui mà thôi. Trúng cái hạt lăn lóc đó, Doran đã phải nằm. Một tình huống trường hoa xoay tròn kết hợp cùng với lại tốc biến của Sanje, nhưng vẫn sẽ có câu trả lời dành cho bên phía của Hang Walai. Họ lấy được trụ hai ở khu vực dưới và đang có một sức ép tấn công đến từ Viper khu vực giữa. Trước đó thì bên phía của Rion cũng đã gỡ bực bằng một trụ một ở đường trên. Được, ác thật sự luôn. Vậy anh ta chỉ là tính cả Morgan là 4 luôn. Olu, Yang Zhe kết hợp với nhau để có thể lấy đi tính mạng của Doran ở khu đường giữa. Thì những phát đạn của Viper tầm này là rất đau. Một lựu đạn nhảy múa và suýt chút nữa thì khiến cho Ash lên bảng điểm số. Thiêu đốt vừa đủ sát thương đến từ D-Line luôn. Và Peanut ngắm nghía quyết định là không tung cho mình bola băng khi mà Olu vẫn còn tốc biến. Cái cánh bên kia thì Morgan cũng đang có mặt ở khu vực giữa để có thể sẵn sàng hỗ trợ cái Hỏa Dương hiệu triệu. Và đội hình của phía Hang Walai có được thông tin đến từ bên phía của Morgan, họ không cần phải dấn lên quá sâu. Chỉ cần một điểm hạ gục mà Envy đã phải nằm xuống là đã thành công ở trong cái dịp tấn công vừa rồi đến từ bộ ba của phía Hang Walai. Trụ ở khu vực đường trên liệu rằng có phải là mục tiêu tấn công tiếp theo không đây? Một thế trận đang có dấu hiệu rất nhàn nhã, vẫn là cái bụi đó, vẫn là những góc tấn công ra khu vực đường giữa đến từ con bài Alistar của D-Line. Ôi Envy thiêu đốt thì không thể được. D-Line thì đơn giản là kích một cái thiêu đốt vào vừa đủ đam. ZK thì vừa hoàn thành xong cho mình thần kiếm Muramana, thì cái ngưỡng sức mạnh ở thời điểm hiện tại đến từ bên phía của Hang Lion Sport nó vẫn là nhỉnh hơn rất nhiều. Và D-Line mở được không? Nguy hiểm không? Kích thì chơi thôi. D-Line cũng bất khuất, nhưng anh ta làm con Alistar rất trâu, đang đợi đồng đội tới. Mở ngược lại tốc biến combo hai người đến từ vị trí của D-Line, cầu sấm bắn vào của ZK. Olu bị kẹt lại mất luôn cho mình tốc biến từ bộ băng và mưa tên lửa chạy ra với sân khấu tan vỡ đến từ Brion.
và Envy cần phải rút lui về ngay lập tức khi anh ta không có thanh tẩy nữa. Một cái hỏa dược hiệu triệu được hút đến từ vị trí Morgan, nó không thành công. Eli sẽ lên bảng, nhưng đây là Hawkeye Sport đứng chụp lại để họ tấn công vào Morgan. Morgan có thêm một mạng nữa, hai điểm hạ cũng dành cho Brion. Fed đang bắn, cố gắng bắn ở tuyến sau, anh ta nhắm sát thương vào Viper. Yang Ze quay trở lại với giao tranh, Fed bắn khá tốt trong pha này, đẩy lui bộ ba bên phía Hawkeye Sport. Nên vẽ pha vừa rồi không trúng, Hawkeye muốn phản công khi họ hồi lại chiều, nhưng đó là đại bác đẩy lùi, vẫn chưa ai nằm xuống đến từ bộ ba của hai bên cả, và quyết định sẽ chỉ là hai điểm hạ gục dành cho Brion. Hai điểm hạ gục được chia đều dành cho cả hai tuyển ở trong tình huống thi đấu đó là một trong những cái chiều hướng rất tích cực dành cho bên phía của Brion. Chúng ta cũng có thể thấy rằng hai cái điểm tựa tốt nhất dành cho bên phía của Brion đó chính là một con tướng chấm chịu của Morgan. Ui, Envy trúng nét vẽ chính chốc. Rất may mắn là không có khả năng áp sát đến từ Delay trong pha thi đấu đó. Quay trở lại với câu chuyện đang định nói, đó chính là vì tướng chống chịu của phía Brion cũng đã được hình thành với một con On đã được đúc đồ dành cho Morgan, và đặc biệt là Fate cũng đang tốc bộ lên trang bị tương đối là tốt. Họ sẽ chơi bằng mở và đó là sân khấu mưa tên lửa trải ra với Bula bằng người chắn là Polu. Nhắc dê thấp máu quán sân khấu lên bảng, viên đạn thứ ba chết trong đến từ Viper với điểm hạ gục và pha hỏa dương hiệu triệu này. Morgan không hút được con dê lần này, và khi mà Morgan nằm xuống thì có vẻ như đầu tàu không còn, thì Fed đi đâu đây? Anh ta đứng trước mặt hai ba người bên phía Hawkeye Sport, bị khép góc bởi Delay và không còn đường về nữa. Mạng thứ hai trong pha giao tranh dành cho Viper, mạng thứ ba với cú triple kill không chính thức, và đây sẽ là tình huống quét sạch dành cho bên phía của Hawkeye Sport để họ hướng tới con Baron ở ván thi đấu này. Viper có đại bác liền thành và đó là cú quát ra kill không chính thức dành cho xạ thủ của Hawkeye. 23 phút 3 đồ rưỡi, quá xanh dành cho Viper ở ván thi đấu này. Và Baron sau một tình huống quét sạch dành cho Hawkeye Sport nữa, món quà tưởng thưởng dành cho họ, và sẽ là thêm một món quà nữa, rất nhiều quà dành cho Hawkeye Sport ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Sau khi họ có Baron sẽ là con rồng thủ thứ ba. Quan trọng hơn nữa là cái cách mà bên phía của Hawkeye tiếp cận ở trong cái ván thi đấu đầu tiên, không có bất kỳ một cái sự khinh địch nào ở trong dàn cấp và chọn cả. Họ vận hành một cái đội hình rất chắc chắn với những tình huống triển khai đánh mục tiêu quan trọng ở cái bãi chim thứ hai. Kinh nghiệm thi đấu của những người chơi như là Peanut và chưa kể ông CK nữa, và đặc biệt hơn nữa là cái khả năng phối hợp tập thể năm thành viên của phía Hawkeye, những gì tinh túy nhất đến từ bên phía của Hawkeye được thể hiện ở trong cái ván thi đấu này. Tất nhiên là bên phía của Brion cũng không phải là đội tuyển quá mạnh, nhưng hãy nhìn về bên phía của Hawkeye kìa, họ tràn thẳng vào tấn công vào cái trụ bậc thềm. Combo ba thành viên dành cho bên phía của Delay, mưa tên lửa rải ra đẹp và đã có trụ bậc thềm. Viper có được thêm điểm hạ gục thứ 11 của anh ta sau khi tiêu diệt được Envy. Fed tạt cánh ở hàng tuyến sau, bắn chết được Viper, anh ta vẫn đang bắn nhưng CK đã tiêu diệt được Fed rồi. Phía cánh bên kia thì các thành viên của phía Brion cũng đang chạy mà thôi. Tàn vỡ hoàn toàn đến từ Brion khi mà sát thương hai sát thương chủ lực của họ, hai con xạ thủ của họ nuôi bấy lâu này vừa nằm xuống. Một pha mà tính toán vòng ra tuyến sau đó là Fed, anh ta lấy được mạng của Viper nhưng mà Viper ngắt sân khấu cũng không kịp, và đồng đội của anh ta thì lên trên hết rồi. Nhưng đó là một pha đuổi lợi thế hơn về mạng dành cho Hawkeye, và họ vẫn còn những nguồn sát thương khác, còn Zeka, còn Dora tốc biến rút lui đến từ Polu để cố gắng câu giờ. Morgan với một pha xung kích bóng trái hất tung thành công Zeka, rất mất rất nhiều máu và khúc du dương tầm 3-4 người đến từ Yakze, và đây là pha phòng ngự thành công rồi. Bên phía của Hawkeye Sport cũng đã mất hai sát thương chủ lực, hai sát thương vật lý của họ, và đại bác tiến pha vừa rồi không trúng vào Doran. Delay thì đang bị cản lại, Delay còn cái tốc biến nhưng khả năng cao là sẽ không dùng. Đó là pha quét ba người ngược trở lại dành cho Brion để họ ít nhất là vẫn giữ được cái nhà chính. Như đã đề cập, họ ít nhất là giữ được cái nhà chính. Câu thêm khoảng tầm phút 2 phút nữa mà thôi, nhưng tôi nghĩ rằng đây sẽ là pha đẩy vào để end game khi mà đợt lính cánh trên và bên phía Hawkeye Sport chuẩn bị hội ngộ với nhau. Họ lại tung ra chiêu cuối rồi, lại là Bola băng, lại là nét vẽ, và chắc chắn sẽ làm những tình huống vừa tên lửa như chưa. Doran chưa vội bùng chiều cuối, sẽ là những cái pha làm mềm trước đến từ ZK với lại cầu sớm hoặc cầu gia tốc với những cái pha nét vẽ tầm xa. Và Viper thậm chí là anh ta có thể đầu tư luôn sân khấu nếu như muốn tăng cái khả năng cấu máu đến từ vào đội hình bên phía của Hawkeye. Vì rất khó khăn, mưa tên lửa bay vào, và đó là một tình huống mà bộ của Alistar trong tay Delay quá nhanh với tình huống hạ sát thành công được vị trí của Envy. Mưa tên lửa trải ra để có được điểm hạ gục nữa, và hỏa dương hiệu triệu gọi ngược trở lại. Delay dính quá nhiều sát thương chủ và anh ta lên bảng, nhưng góc này thì vì Viper vẫn đang bắn lên, nhưng Fed nhảy lên, Fed có được cú double jump, anh ta bắn chip tiếp vào vị trí của Viper, và đó là quad ra kill dành cho vị trí Fed, và Penta kill trước mặt rồi, không thể ngăn cản được pha Penta này. Brion có thể là thất bại ở trong ván đấu này, mặc dù chưa chắc chắn lắm, nhưng họ khả năng cao sẽ gặp thất bại ở ván đấu này thôi, nhưng sẽ là Penta kill dành cho Fed. Wow, đó là một tình huống giao tranh rất nỗ lực, và đặc biệt đó chính là cái chiêu cuối khúc ru rừng thẳm của Giang Dê. Nó đã ru ngủ được toàn bộ đội hình của phía Hawkeye. Pha thi đấu này thì Envy không được chơi game khi mà anh ta gần như là bị đột tử ở trong cái tình huống combo kết hợp cùng với lại mưa tên lửa vừa rồi. Và Giang Dê đã có khúc ru rừng thẳm rất tốt, anh ta ru ngủ được 3 thành viên và cô lập để có thể cố gắng tiêu diệt lần lượt tạo ra rất nhiều khoảng trống dành cho Fate. Và hoàn thành được cú Pentakill.
đây liệu rằng có phải là cái cơ hội nhỏ nhoi, hiếm hoi để có thể lật kèo dành cho bên phía Combreon hay không đây, khi mà cái lượng trang bị dành cho Fate ở sau từ đúng Pentakill này sẽ được gia tăng đậm cách cực kỳ vượt trội. Nhà chính chưa nổ kèo nào cũng sáng Linh. Và chúng ta đang thấy linh hồn dòng nước sẽ được hình thành dành cho bên phía của Hangulai. Nhưng câu chuyện Baron như thế nào đây? Fate vừa rồi đã lấy được vô kịch kiếm và anh ta đang có phép rời dịch chuyển để có thể hộ quân cùng với lại những người đồng đội của mình. Cơ hội hiếm hoi dành cho bên phía của Brion xung quanh khu vực Hamadon. Để xem là Hangulai mở thế nào và Brion khắc chế những con tướng mở của Hangulai Sport ra sao với cái đội hình hai xạ thủ và cần phải bảo kê dành cho Envy và đặc biệt là con Tristana. Bây giờ ăn rất nhiều mạng đến từ vị trí của Fate. Anh ta còn có một pha pentakill nữa, nhưng linh hồn dòng nước sẽ bổ sung rất nhiều về ngưỡng sức mạnh dành cho Hangulai ở thời điểm hiện tại. Họ đang đẩy một thợ lính ra lên ở khu vực đường giữa, người phòng ngự là Fate có dịch chuyển hội ngộ với những người đồng đội của mình luôn, bật sân khấu để có thể cấu diệt tầm xa. Morgan ăn một viên, hai viên, viên thứ ba được tránh bởi xung kích vòng cháy. Chưa có gì xảy ra cả. Delay Doran đang gặp nguy hiểm, tốc biến rất nhanh đến từ vị trí của Doran. Delay thì có bất khuất, đang bị bắn bởi hai xạ thủ của đối phương. Hangulai chưa mở được trong pha này, mưa tên lửa giải ra nó trúng vào Envy cũng như là Paulu, mất rất nhiều máu nhưng mạng đã có khi Delay lên ZK vào. ZK dịch chuyển bất đo. ZK đang muốn có một pha bạch đo, còn bên này thì là 3 đánh 4 khi mà Doran xấy hết mọi thứ rồi. Double kill dành cho Doran và cũng là cú double kill luôn dành cho Viper. Brion mặc dù có những cái nỗ lực nhưng nó là không đủ, nhà lính hồi vẫn sẽ là chiến thắng dành cho Hangulai Sport mà thôi. Khó chịu vô cùng với rất nhiều lợi thế đã được vận hành ở nhiều cách khác nhau dành cho bên phía của Hangulai. Và như đã nói thì cơ hội để có thể giành chiến thắng trong bảng thi đấu này dành cho bên phía của Hangulai vẫn rất cao, với quá trời là những lợi thế của họ đã được tích tụ trước rồi. Morgan thì đang cố gắng để có thể tốc biến để có thể giữ sinh mệnh của anh ta, nhưng nhà chính đã nổ chiến thắng ở bảng thi đấu đầu tiên thuộc về cho Hangulai. Hơi vấp váp một chút và đặc biệt là Brion cũng có được những tình huống gọi là dây dụa rất ghê ở trong giai đoạn cuối trận, nhưng nó là không đủ với sức mạnh của Hangulai Sport, sức mạnh đội hình giao tranh tổng của họ. Một Rumble, một con Alistar mở giao tranh và đặc biệt là Senjuani trong tay của Peanut nữa vẫn rất lợi hại trong những cái pha mở nhanh của họ.